Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cách kết nối Wi-Fi cho cái dòng hybrid của Lapower, dòng phổ thông cũng như dòng cao cấp thì đều có chung một cách kết nối. Thì trước tiên, sau khi mà lắp đặt cơ bản xong thì để cấp nguồn cho Wi-Fi này lên và kết nối được thì chúng ta có thể cấp nguồn từ PV hoặc từ ắc quy hoặc từ AC. Thì lưu ý là chúng ta nên có thể là kiểm tra PV nó ok, cấp nguồn PV để kết nối Wi-Fi này. Khi mà cấp nguồn vào thì cái đèn Wi-Fi sẽ sáng, thì khi chưa kết nối được thì cái đèn 5B nó sẽ nháy cái chớp là nó chưa kết nối được, và khi có, nếu mà kết nối hoàn thành thì nó sẽ giữ sáng liên tục 3 đèn. Còn cái này là chưa kết nối được. Đèn này là đèn đang phát Wi-Fi của cái module này ra. Đèn này là đèn kết nối với server, kết nối internet ok, và đèn này là đèn đọc dữ liệu từ inverter. Coi là cái Wi-Fi đã đọc được dữ liệu inverter, đã phát Wi-Fi này ra rồi nhưng mà chưa kết nối được với cái Wi-Fi với cái server. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn cách để mình có thể là kết nối cái Wi-Fi này với dòng hybrid Lapower này. Để kết nối được thì trước tiên chúng ta cần cấp nguồn cho cái module Wi-Fi này, và sau đó là tải ứng dụng. Tải ứng dụng thì ở trên Android hoặc trên iOS đều có thể tải ứng dụng được. Ứng dụng sẽ tên là Lapower, viết liền không dấu, tìm ra đây. Rồi, em sẽ kết nối đây cái mạng nhà mình. Ở đây bên em đang dùng là cái Wi-Fi SolarWinds WH này. Đó, thì bên em sẽ kết nối với mạng internet ở nhà mình bằng điện thoại này. Tìm đến cái tên ứng dụng là Lapower Monitor. Thì ở trong mỗi cái hộp Wi-Fi này nó cũng có một cái hướng dẫn, chúng ta có thể quét, có thể scan bằng QR code này hoặc là tìm trên CH Play, trên App Store của Android, iOS để chúng ta tìm ứng dụng này. Rồi sau khi tải ứng dụng về thì chúng ta mở ứng dụng lên. Rồi để kết nối cục Wi-Fi này, cục này là nó đang chưa kết nối, nó đã phát Wi-Fi rồi. Thì có hai cách kết nối. Thì muốn kết nối được, chúng ta vào cái Wi-Fi module connect này. Bên em sẽ khuyến khích chúng ta dùng cái kết nối bằng TCP set, nó sẽ tương đối nhanh và ổn định hơn. Thì để kết nối vào, chúng ta sẽ dùng điện thoại của mình chuyển sang kết nối với cái nguồn Wi-Fi ở cái cục Wi-Fi này đang phát ra. Khi mà nó đang sáng đèn xanh có nghĩa là nó đang phát Wi-Fi ra và điện thoại có thể kết nối được. Cái Wi-Fi ở cục này nó đang là 0458 đây, cái số series. Ở bên tem bên hông cũng có. Và trên điện thoại chúng ta sẽ nhìn được một cái Wi-Fi đây. Wi-Fi là 0458 và nó trùng với tem bên hông này. Đó, chúng ta kết nối vào cái Wi-Fi này. Nó sẽ báo là không có internet, tại vì cái Wi-Fi này là Wi-Fi nội bộ của cục Wi-Fi phát ra, nó sẽ không có internet. Và nếu như mà điện thoại nó hỏi chúng ta có giữ kết nối hay là thoát thì chúng ta bấm vào giữ kết nối để nó sẽ kết nối với cái module này để cài cho cái module này. Rồi sau khi mà giữ kết nối thì ở trên góc cái Wi-Fi có thể nó sẽ báo cảnh báo là không có mạng. Đây, nó sẽ cảnh báo cho chúng ta không có mạng. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ kết nối như vậy. Rồi vào lại ứng dụng, chúng ta vào lại ứng dụng Lapower, mở ứng dụng lên. Đây, bấm vào Wi-Fi module connect này. Rồi nhập lại tên Wi-Fi nhà mình và mật khẩu Wi-Fi. Mật khẩu Wi-Fi của em ở đây là ứng dụng điện tử. Lưu ý là tên Wi-Fi và mật khẩu này chúng ta nên dùng những cái tên thông thường, không có chứa ký tự đặc biệt. Cái tên Wi-Fi có thể có dấu cách nhưng mà mật khẩu chúng ta không có dùng ký tự đặc biệt, không dùng dấu cách. Thì sau khi mà nhập tên ứng dụng đúng, lưu ý phải đúng, thì chúng ta bấm TCP set đây. Và chúng ta để ý sau khi bấm TCP set này thì nó sẽ reset
cái module wifi đó, module wifi nó sẽ reset lại. Khi nó reset lại thì nó sẽ nháy lại các cái đèn này, và chúng ta chờ ba cái đèn nó kết nối lên, có nghĩa là được kết nối đã ok rồi. Chúng ta cứ để cái đèn wifi kết nối thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bước tạo tài khoản. Ở đây để muốn tạo một cái tài khoản thì chúng ta sẽ chọn vào register đăng ký. Nếu như mà với các cái tài khoản mới, các cái lắp đặt mới, chúng ta có thể tạo tài khoản mới. Ở trong đây nó sẽ có username, có password, nhập lại password, nhập email. Những cái điểm đánh dấu sao là chúng ta phải nhập tên, mật khẩu, email, cái tên của hệ thống của mình. Rồi chọn chọn cái phần này thì sẽ chọn để chọn quốc gia và chọn cái múi giờ thôi. Chúng ta sẽ chọn South Asia, chọn sang Việt Nam. Rồi chọn GNT cộng 7. Và cái customer code này là cái mã của cái nhà phân phối hoặc nhà lắp đặt. Thì cái này chúng ta có thể liên hệ lại các nhà cung cấp để lấy cái mã này. Giả sử như cái mã của bên em, nhà phân phối là VIE001. Đây, cái mã của bên em. Thì cái mã này để cái nhà phân phối hoặc nhà cung cấp sẽ quản lý để hỗ trợ cái máy của bạn được tốt hơn. Rồi nhập cái mã này vào, sau đó là chúng ta nhập cái số series của inverter của cái wifi này và cái mã pin. Giả sử ở đây nó là BA 105 105 20458. Rồi, mã pin này là S22G6. S22G6. Rồi tên. Tên này thì chúng ta sẽ đặt tên thông thường. Đây, giả sử em sẽ đặt tên là Solar Việt 3 đây. Rồi bắt chúng ta có đặt tùy ý. Rồi email. Rồi đây chúng ta có thể đặt tên bát nhập đầy đủ các cái thông số ở trên cái dấu sao này. Cái chỗ daylight saving time này chúng ta không cần bật lên, nếu bật lên thì nó sẽ nhảy cái thời gian cộng thêm một tiếng, thì chúng ta không cần bật cái này lên. Rồi sau khi mà nhập các thông số đầy đủ thì chúng ta bấm register. Và lưu ý, nếu như register, giả sử đây đang nhập sai mật khẩu này, nhập lại phải giống nhau, nhập sẽ lên 12456 thôi. Đây, cái này nếu mà nhập lên nó đó, cái data log đã tồn tại như thế này, có nghĩa là cái wifi này đã được add rồi. Có thể là chúng ta đã tạo tài khoản một lần rồi nhưng mà chúng ta không nhớ, thì khi đó nên thoát ra và đăng nhập lại thử cái tên mật khẩu này lại xem chúng ta đã thấy được cái wifi này chưa. Hoặc nếu như mà nó vẫn báo tồn tại như này thì có thể là đã quét rồi, thì liên hệ với nhà cung cấp hoặc nhà lắp đặt để xóa hoặc remove nó đi để chúng ta tạo mới lại. Và khi mà bấm thành công thì nó sẽ báo là successful, thì chúng ta thoát ra đăng nhập lại cái tài khoản, tên tài khoản ở trong này là ok. Và để những cái lần sau mà chúng ta tạo khi mà log vào trong ứng dụng nó sẽ vào luôn đó, thì bấm vào auto login này, thì lần sau mình chỉ vào ứng dụng nó sẽ tự động nó vào luôn, mình sẽ xem được. Rồi trong trường hợp mà không có wifi thì chúng ta muốn xem thì chúng ta có thể là xem local, có là xem cái máy này local. Thì đây, hồi nãy mình đã kết nối wifi thì ba đèn nó lên đèn xanh này, kết nối chính xác nó sẽ lên đèn xanh này. Thì trong lúc mà chờ tạo tài khoản thì chúng ta kết nối wifi trước, thì nó sẽ trong lúc chờ kết nối thì nó sẽ mình tạo tài khoản xong thì nó cũng vừa kết nối xong thì nó sẽ lên đó, ba đèn nó sáng liên tục như thế này, nên là đã kết nối thành công. Và với một cái hệ nhiều máy song song, chúng ta cũng có thể là kết nối wifi từng máy theo cách này. Còn
Khi mà trường hợp không có wifi, dùng wifi local, chúng ta sẽ kết nối lại như thế này vào cái điện thoại, dùng cái điện thoại kết nối với wifi của cái wifi này phát ra. Trong cái trường hợp mà mình không có internet á, mình muốn là xem cái thông số cái máy này và cài cái máy này thì mình có thể dùng thế này. Rồi, kết nối vào xong vào ứng dụng, bấm vào local connect. Đó. Thì nó sẽ đọc được cái thông số của inverter này đang hoạt động và chúng ta có thể cài cái inverter này bằng wifi local luôn. Đó. Cái này em sẽ làm một cái video hướng dẫn cái local này sau chi tiết hơn. Một cái cách thứ hai để chúng ta kết nối đó là kết nối ở trên web. Thì web với điện thoại thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta nếu mà giả sử web thì cũng có thể là vào trình duyệt web. Trong khi đang kết nối với cái modem wifi này, cái điện thoại vẫn đang kết nối này. Chúng ta sẽ vào 10.10.10.1 nhé. 10.10.10.1. Rồi. Rồi, nó sẽ hỏi tên mật khẩu, chúng ta sẽ gọi admin. Đây, admin và admin ha. Admin. Thì để đăng nhập vào đây, nó sẽ lên như này. Mình sẽ vào chọn vào tiếng Anh nhá. Cái dòng thứ tư Season Mode đây. Đó, nó sẽ biết được là cái wifi nó đang lưu tên với mật khẩu gì. Chúng ta có thể là kết nối lại. Giả sử như là chọn lại cái wifi khác. Đó, giả sử như chọn lại wifi khác rồi nhập lại cái mật khẩu của cái wifi mà mình cần kết nối. Cái này là cách thứ hai nha. Thì hầu như cách này nó sẽ lâu hơn so với cách thứ nhất là dùng cái TCP set. Thì cái này nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà em cũng sẽ hướng dẫn luôn, giả sử như mình kết nối cách 1 không được thì cái cách này nó sẽ dễ để mình xem cái điện thoại hoặc là cái module wifi nó đang kết nối với cái wifi nào hơn. Đây. Em kết nối lại kho cho Việt này, bắt ứng dụng điện tử này, sau khi mà bấm sell này, lưu lại này. Thì nó sẽ hỏi khởi động lại này, giết một cái thì cục wifi này cũng sẽ được khởi động lại. Nó tương tự như là mình dùng cái TCP set thôi, nhưng mà nó chi tiết hơn và nó dài hơn. Thì cái việc mà dùng TCP set như hồi nãy nó sẽ nhanh hơn và dễ hơn. Rồi em đã giới thiệu qua về hai cách kết nối wifi cho cái wifi của Lux Power này, cả bản phổ thông và bản cao cấp. Thì bên em sẽ khuyến khích là dùng cái TCP set, nó sẽ nhanh hơn, nó dễ hơn. Và mình sẽ theo dõi những cái đèn kết nối ở đây để mình xem nó đã kết nối được vào hay chưa. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.